Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị ba trận cờ rất hay của Mỹ nữ Mỹ Tâm và số 2 thế giới Trịnh Duy Đồng. Trận này diễn ra sáng nay, ngày 8 tháng 12 2023, Mỹ Tâm cầm cờ đầu tiên, Trịnh Duy Đồng cầm đen thủ hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mạnh gì tương thích.将军。
将军。将军。将军。Tốt 6 tấn 1, yếu tố sắc cục. Cho nên thì Trịnh Di Đồng muốn cần nhận thua. Mà anh chị xem ván thứ hai, Trịnh Di Đồng cầm đen khấu hậu, Mỹ Tâm cầm lõi đi tiên. Mà anh chị xem.
将军。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 
将军。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 Mỹ Tâm buông cờ nhận thua, mà anh chị xin ván thứ ba, Mỹ Tâm cầm lõi đầu tiên, Trịnh Di Động cầm bên ủng hậu, mà anh chị đứng thích.
将军。 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 将军。
将军。将军。将军。将军。xe 4 bình 5 chiếu tới sắc cục trên đây thì Trịnh Di Đồng cũng cài nhận thua. Video của em cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu mà chị thích, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.